Con Bắc Hà sù trắng ngày hôm nay, trong tất cả mấy con sù trắng này thì là có một con là nó dựng thuộc vào hệ tai dựng. Cái đấy là cái chuyện hết sức bình thường, vì là cái con chó ở trên bản ấy thì là nó sẽ có cái sự pha ở trong máu. Con chó tự nhiên thì nó cái chuyện mà nó có độ pha để có con mà nó tai dựng nữa là chuyện hết sức bình thường. Đây, còn lại bọn còn lại là nó tai nó cụp, nuôi cùng nhau nha mọi người nhé, cùng một cái chế độ nuôi. Đây. À, chúng nó nghịch, bây giờ nó trèo ra trèo vào cái lồng nhựa, cái thùng nhựa để bê chúng nó bây giờ thành đồ chơi luôn. À, còn ba con cọc, cọc thì là hai con nó có chủ rồi, còn ba con là cái con vàng cháy này là con to hơn này, là hôm nay tai nó cũng lên rồi này. Còn hai con kia nó bé hơn là tai nó lên hết rồi. Đấy. Nuôi cùng nhau đấy, chế độ cùng nhau cả con cọc con Bắc Hà. Thế thì các con có một cái con Bắc Hà này, đây này ở đây. Đây có một con trắng này, gọi là sù trắng đây. Nó lên tai. Nhưng mà cái kiểu mặt của nó là kiểu mặt của sù Bắc Hà nhé, không phải kiểu mặt của sù Hà Giang đâu. Sù Hà Giang là mặt của nó là mặt cáo. Còn bọn sù Bắc Hà là mặt của nó theo kiểu khác, nó không phải kiểu mặt cáo. Nhưng mà nó lại tai dựng, cái đấy là cũng hiếm gặp đấy. Ừ, đuôi vắt trên lưng. Ừ. Sù trắng rất đẹp. À, hai con cái còn lại là đực. Đây, em cọc này lớn lên là sẽ vàng cháy đây này. Đực. Con đực này là đẹp tuyệt vời luôn đấy. Đây, còn cái con đực vàng này, mũi phớt nâu này thì càng lớn thì cái mũi của nó càng đen hơn. Đấy. Quá xinh luôn. Đây là con cái mũi hồng này. Cái Bắc Hà. Ừ. Những cái con chó con của bọn này là nó rất là dạng chó đang đòi ăn. Nhanh lên vào đây, mở cửa ra là vào đấy. Nào, măm 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 măm. Măm đi. Măm nào. Vào đây măm. Nhanh không chút nào ăn hết. Giờ mới biết có ăn đấy. Vừa thôi, không là văng hết ra ngoài vườn. Văng ra ngoài vườn là nhịn luôn, không nhặt được đâu. Bọn này là bình thường là cho ăn cái hạt này, nhưng mà hạt ngâm ra cho nó nở ra, rồi đảo với cơm. Dùng cái hạt này thay cho thịt với lại rau. Thì nuôi chúng nó rất là nhàn và an toàn, vì nó ổn định. Và cái hạt này nó làm cho con chó con cho nên là nó dễ tiêu. Nhàn và an toàn. Đây. À, Bắc Hà thì là ba con ở cái đàn to hơn, nó vẫn to hơn. Đây, còn một con lang thang còn chưa biết đây này. Là có ăn. Đây. Cái con dựng tai này là cái con này nó ở cái đàn bé hơn. Nhưng mà nó lại to. Nên nó là con ở đàn bé hơn đấy. Ừ. Thôi ăn thế thôi, giời. Gọi là ăn cho nó vui mồm thôi chứ bữa ăn là được ăn chưa? Bữa ăn là ăn rồi à? Ăn rồi như thế này thì là hơi ít, cho nhiều lên một tí. Bụng thì cũng có bụng rồi đây, nhưng mà cho ăn nhiều lên một tí nữa. Tí thôi, thêm khoảng tầm 10-20%. Đấy, quay gần cho mọi người ngắm. Những cái con trắng này thì chỉ có một cái con nó tai dựng là nó khác thôi, còn lại là như nhau đi.
Con này nó đang bị hơi theo kiểu là nấm tai một tí, con đàn to, tai rụng hết lông này, còn cọc thì lên tai hết rồi đấy. Trải qua bao nhiêu gọi là bao nhiêu đàn hỏng tai thì đến đàn này thì mới lên được tai, bây giờ mới gọi là có kinh nghiệm. Thời tiết này nó bắt đầu có ve này, con này là thấy có một con ve nó bám kìa Toàn kìa, bắt luôn cho nó đi. Con vàng đấy ở bám ở tai. Sau mọi người nuôi chó, mọi người cứ có cái kinh nghiệm là như thế này, cứ sau mỗi một cái đợt mưa kéo dài vài ngày trời mát rồi, rồi nó trời nó nóng lại thì là bắt đầu là cái lúc con ve nó bò ra để nó đẻ. Đấy thì những cái lúc mà cứ sau những cái đợt mưa theo kiểu mát rời, không cần là phải mưa, có thể là chỉ cần mát rời thấy đang nóng thì mát mấy ngày, mát mấy ngày xong không nó lại quay lại nó nóng, thì đấy là lúc cái con ve mà nó bò ra nó đẻ. Thì những lúc đấy là để ý cái con chó xem nó có ve, thì nếu nó ít thì bắt đi cho nó, còn nếu mà nó nhiều thì nhổ gáy hoặc là xịt thuốc hoặc là rất nhiều cách để trị ve. Nó có cái thuốc nhỏ gáy ấy, thì là nếu mà nuôi một con thì là tiện nhất là dùng cái thuốc đấy, nhưng mà nếu mà hàng xóm mà cũng nuôi mà nó nhiều ấy, thì lại phải dùng cách khác, lại phải dùng cả cái biện pháp xịt nữa, kèm theo cả biện pháp là xịt cái khu ở của con chó nữa. Vì là chó nhà mình mà diệt ve, mà chó hàng xóm mà người ta để ve người ta không diệt thì nó lại bò sang. Con cái này cực kỳ quấn luôn nhé, con cái cái hồng này này. Đây con đực cọc này, con này là sẽ là một con lớn lên rất là đẹp này. Ai mà thích một con cọc mà theo kiểu đẹp, theo kiểu mũi đen thì bắt con này cọc đực. Con thanh niên này là bây giờ là nhìn nó mà đen thế này nhưng mà nó không đen đâu nhá. Thanh niên này là nó nhìn bây giờ nhìn nó màu đen nhưng mà vì nó không phải con bốn mắt. Nó không phải con bốn mắt cho nên là lớn lên là nó sẽ đổi màu lông, nó sẽ ra màu vàng chắc chắn luôn. Nó sẽ vàng như là cái màu ở chân của nó kìa, cái chân của nó màu vàng đấy. Đây con Bắc Hà này, Bắc Hà thì một đàn luôn, có hai con cái còn lại là đực, rất xinh luôn. Đây, đực này, con đực này là đực đàn to, con này là con cái, đúng rồi, con cái, con cái không phải là con mũi hồng, đây là một trong hai con cái. Đây là một con cái này. Còn một con cái nữa là con mũi hồng, con đang sủa đây này. Đây này, đang sủa đòi bế đấy. Đấy, đây nó đây. Đấy, đấy. Nó ở đàn to nhưng bây giờ đàn to với đàn bé thì nó bây giờ là cái con cái của đàn to thì nó bằng con đực của đàn bé thôi. Ở cái chó con này là cái con đực là nó sẽ đến bây giờ là con đực nó sẽ to hơn con cái. Đây là một con cái này, con cái mũi hồng đấy. Cái ở đàn to hơn đẻ trước ít ngày. Mặt bây giờ là bắt đầu là xuất hiện là nhìn kiểu mặt khỉ rồi. Con mũi hồng này thì nó trắng muốt, rất quấn người luôn. Nó luôn luôn chủ động ra gạ chủ gãi. Ý trời ơi, Bác Hà bắt nạt cọc ghê gớm quá. Đấy, trời ơi. Loạt này thì chó đẹp tuyệt vời luôn. Ai mà nuôi được thì bắt bọn này đẹp tuyệt vời. Đây. Con cọc bây giờ màu hơi đen này là chắc chắn là lớn lên là nó sẽ đổi sang màu vàng nhá, chắc chắn. Coi như là ba con cọc con này là sẽ là ba con màu vàng. Một con to hơn này là con vàng mũi nâu, nhưng mà cái mũi nâu của nó rất là sẫm, cái màu nâu nó sẫm. Mũi nâu chứ không phải mũi hồng. Còn cái con này thì lớn lên là sẽ vàng cháy luôn rồi. Bây giờ là cái màu lông, cái lông tơ nó cháy từ cả lông tơ đấy. Này, nào ra đây anh xem nào. Cọc thì ba con nó đều có lưỡi nó đều đốm. Cái đốm lưỡi của con chó con này càng về sau là nó sẽ càng đốm nhiều hơn. Cái độ đốm mà nó lan thêm ra. Đấy. Cái mũi hồng này rất là quấn người, gọi cái lại ngay. Đấy, rất là đang định hót chủ. Chúng nó thì đều gần người cả nhưng mà con này đặc biệt nó gần hơn.
nó ra định hót kia, mấy con kia thì đang liếm kìa, cũng đang liếm đấy. Này rất vui vẻ, mặt rất vui vẻ. Con này là lông trắng muốt này, trắng như màu trắng của nó là trắng muốt, nhìn cái lông ở mặt này, màu trắng nó trắng muốt, nó trắng muốt từ bé. Bọn này thì lớn lên nó cũng đều trắng thôi, nhưng mà cái độ trắng của lông của nó khác nhau. Cái những cái con mà nó màu mũi nó màu hồng thì thường cái lông của nó độ trắng nó sẽ trắng hơn, vì mũi màu hồng nó có liên quan đến cái vấn đề sinh học. Cái đấy ai mà làm về cái vấn đề sinh học thì sẽ biết. Còn tai dựng này, con tai dựng này mặt cũng rất là đẹp, con này rất là lanh. Tai dựng này là con đực. Nó đang ở đấy, nó đang lần nó nhặt hạt đấy, xem có hạt rơi vãi không đấy. Đấy. Cả một đàn coi như là 8 con thì xuất hiện một con tai dựng nuôi như nhau nhá, chứ không phải là con hồng nó lại ra đây lại nịnh hót đây này. Ra đây xem nào. Nào. Được dựa ra đây. Ừ. Ngoan lắm. Được. Toàn chỉ có gạ gẫm đánh nhau ở cái tầm này. Thì cà khịa. Gạ gẫm cà khịa. Nâu. Nâu đấy. Khịa này. Khịa này. Ấy. Con dựng tai độ khịa rất cao. Gặm gì đây em? Ra nó ra đây nó phẩn. Lại ra đây lại nịnh hót. Đen. Đen vàng. Nhưng mà nó sẽ ra màu vàng. Cọc tịt nhá, con đấy cọc tịt. Con này thì cọc thỏ, con vàng cháy này. Bây giờ con vàng cháy to hơn này là con cọc thỏ. Còn cái con còn lại cũng là con cọc tịt. Con cọc còn lại cũng là con cọc tịt. Hai con đực cọc tịt. Và một con đực cọc thỏ. À không, con đen kia là có tí đuôi thỏ. Có mỗi cái con vàng cháy này là con cọc tịt này. Con này là mặt lớn lên là mặt là đẹp lắm đây này. Mặt giống con cáo, lành lắm, mà lông vàng cháy luôn này. Con này mà có chỗ nuôi thì đúng là, nếu có chỗ nuôi là giữ lại nuôi con này, nhưng bây giờ hết chỗ nuôi rồi, tất cả là đều phải tìm chủ hết, không nuôi được đực với đực về sau nó cãi nhau suốt ngày, đau đầu lắm. Ok, mọi người mà quan tâm chó con mông cọc Bắc Hà ấy thì liên hệ qua điện thoại Zalo 0901008234. Đợt vừa rồi cái số điện thoại là nó bị chặn cuộc gọi vì xác minh thông tin. Mình cũng không nghĩ là cần xác minh thông tin đâu, vì cái số điện thoại đấy là từ khi mà mình dùng cái số điện thoại đấy là mình đã đăng ký chính chủ rồi, mà đợt này nó lại bắt xác minh thông tin lại. Thế là không để ý là mọi người gọi chẳng được. Thế cho nên là ai được vừa rồi ai liên hệ được qua Zalo thì liên hệ qua Zalo thôi, chứ còn gọi điện là không được. Nhưng bây giờ thì nào sẽ gọi được rồi, vì mình đã ra mình làm lại rồi. Đấy, mọi người mà quan tâm bọn cọc với lại Bắc Hà con này thì là đoán được luôn rồi. Hai con cọc mà đã có chủ đoán rồi. Ok đấy, thì mọi người ai mà quan tâm cho con đợt này thì cứ liên hệ nhá. Đoán được luôn, tất cả đều đoán được luôn, cả Bắc Hà, cả cọc đều được tiêm phòng rồi. Bọn này thì mới tiêm có một mũi thôi, mà tiêm một mũi là ok rồi, không cần tiêm nhiều đâu. Ai cẩn thận thì về tiêm thêm mũi nữa. Đến tầm này là chó con coi như là xít 2 tháng à. Xít 2 tháng là cứng cáp lắm rồi. Để với chó ta là để bắt về là cứng cáp lắm rồi. Ăn gọi là nuôi là dễ nuôi. Cơm canh cũng được, nhưng mà tốt nhất là khuyên mọi người nên cho nó ăn, nên là lấy hạt cho nó, có thể lấy lẻ thì mình sẽ bán lẻ cho. Bán lẻ cho nhà thôi chứ không bán cho ngoài. Là chia ra để cho mọi người dùng nó làm cái đồ ăn. Cứ hạt ngâm ra rồi đảo với cơm, thế là cho ăn là ngon lành, nhàn, an toàn.
Đấy thì mọi người cứ liên hệ qua Zalo với lại điện thoại 0901 008 234 nhé. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.